tất cả các phiên bản được Rolex phát hành năm 2021 thì mẫu đồng hồ khiến tôi ngạc nhiên nhất đó chính là chiếc Rolex Skydweller với dây đeo Jubilee. Rolex đã thành công trong việc trang bị dây đeo Jubilee và những mẫu đồng hồ sport trong những năm gần đây, như trên chiếc Rolex Pepsi ra mắt tại Bezier World 2018 hay chiếc Badger tại Bezier World 2019 như trong video mà tôi đã review ở tập trước. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Rolex Skydweller với mã tham chiếu 326934, thiết kế mới nhất năm 2021. Chiếc đồng hồ sở hữu mặt số xanh lam nổi bật. Mặt số xanh lam luôn là một phiên bản được nhiều người săn đón nhất, vì thế mức giá của nó cũng nhỉnh hơn một chút so với các màu mặt còn lại. Tông màu xanh kết hợp với những nét chảy tia hướng tâm dưới những góc độ của ánh sáng khác nhau sẽ đem lại những trải nghiệm hết sức thú vị. Sự nổi bật của mặt số màu xanh kết hợp với vỏ và dây đeo được làm bằng thép 904L, vành khía được làm bằng vàng trắng 18K đã tạo lên chiếc đồng hồ mang nét trẻ trung, hiện đại, phù hợp với mọi phong cách. Chiếc đồng hồ sở hữu xoay mặt có kích thước là 42mm, phù hợp với những khách hàng có chu vi cổ tay từ 17cm trở lên. Đó là những thông số cơ bản trên chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Skydweller luôn nổi tiếng là những phiên bản đặc biệt với nhiều tính năng hội tụ trên một chiếc đồng hồ và sở hữu cỗ máy phức tạp nhất mà Rolex đã từng sản xuất từ trước đến nay. Chúng ta có thể nhận thấy điểm đặc biệt ngay ở phần mặt số. Một đĩa lệch tâm hiển thị múi giờ GMT, bộ kim cọc số được phủ chất dạ quang Chromalight phát sáng trong bóng tối. Đặc biệt, tại mỗi cọc số có một ô vuông nhỏ, 12 cọc số tương ứng với 12 ô vuông hiển thị cho 12 tháng trong năm. Đây là một chi tiết theo tôi đánh giá là rất thông minh mà Rolex đã sáng tạo ra và thiết kế từ chiếc đồng hồ này. Như các bạn đã thấy, hiện tại là tháng 9 thì cọc số tại vị trí số 9 sẽ có màu đỏ. Thêm một tiện ích nữa, trên chiếc đồng hồ là chức năng hiển thị ngày trong tháng tại ô cửa sổ với kính Cyclops ở vị trí góc 3 giờ. Tổng hợp lại thì chiếc đồng hồ Rolex Skydweller ngoài chức năng hiển thị giờ địa phương thì sẽ có thêm 3 chức năng hiển thị nữa là hiển thị ngày trong tháng, tháng trong năm và chức năng hiển thị giờ GMT. Cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ nhiều chức năng như vậy đòi hỏi một bộ máy thực sự đặc biệt và mạnh mẽ. Thật vậy, những chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Rolex Skydweller sở hữu cỗ máy Caliber 9001, bộ máy tự động được phát triển và sản xuất hoàn toàn bởi Rolex. Đây là một trong những bộ máy phức tạp nhất mà Rolex đã từng sản xuất. Caliber 9001 với 7 bảng sáng chế, 40 chân kính, 72 giờ tích cót và tần số dao động là 28.800 nhịp trên 1 giờ. Chân kính là một chi tiết lắp vào những bộ phận có ma sát lớn trong đồng hồ nhằm giảm tối đa sự hao mòn trong quá trình vận hành của bộ máy. Đối với những chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy automatic, chi tiết này rất quan trọng. Tính trung bình, số lượng chân kính tối thiểu trên đồng hồ sử dụng bộ máy automatic là 21 và máy pin là 4. Với một cỗ máy phức tạp như Caliber 9001 thì số lượng chân kính là gần gấp đôi những cỗ máy automatic thông thường, đủ để hiểu cỗ máy này phức tạp đến như thế nào. Đối với Rolex, có một đặc điểm là những chiếc đồng hồ của hãng đều là những thiết kế không lộ máy và những hình ảnh chia sẻ về bộ máy bên trong thực sự là rất ít. Chúng ta cũng hạn chế tháo máy trừ khi đó là bước cuối cùng để phân biệt Rolex thật giả hoặc sửa chữa và bảo dưỡng những cỗ máy đã trải qua thời gian sử dụng rất lâu. Với nhiều chức năng như vậy thì việc cài đặt và điều chỉnh những thông số hiển thị có vẻ rất rắc rối và khó khăn. Đối với những khách hàng mới sở hữu hoặc đang tìm hiểu để sở hữu trong tương lai, nó liên quan đến việc sử dụng thành thạo chiếc niềng nhìn có vẻ đơn giản này. Tôi sẽ dành cả một video để hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc niềng này sao cho đúng và dễ làm nhất. Những chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Rolex Skydweller vốn đã rất đặc biệt, nay còn đặc biệt hơn với phiên bản được trang bị dây đeo Jubilee, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường bán lẻ Việt Nam. Ngay sau video này sẽ là một video hướng dẫn cài đặt những thông số và hiển thị trên chiếc Rolex Skydweller, một nội dung rất thú vị và sẽ được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tôi khám phá trong video tiếp theo. Chiếc Rolex Skydweller với mã tham chiếu 326934 đang có sẵn tại Geneva Luxury với tình trạng brand new và giá bán là 760 triệu. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ tới số hotline của Geneva Luxury 0855883333 hoặc có thể truy cập vào trang web chính thức của chúng tôi geneva.com.vn. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh review đồng hồ chính hãng của Geneva Luxury. Tôi là Duy Khánh, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.